hình ảnh tiếng cái quảng đồ á không phải chỉ gặp trong cái đông đặc không mà còn gặp trong sẹo phổi. Thì để phân biệt hai cái đó, đối với vùng đông đặc thì sẽ không có dấu hiệu con kéo, đối với sẹo phổi sẽ có dấu hiệu con kéo ha. Bây giờ mình cứ nghĩ là hình ảnh tiếng cái quảng đồ là cứ hội chứng đông đặc, cứ nghĩ gì không mà không đúng, mình phải coi có dấu hiệu con kéo hay không nữa ha. Sẹo phổi cũng có hình ảnh tiếng quảng đồ chứ không phải là không nha. Thì hai có bệnh lý tim rồi.